Xin chào các bạn. Lần trước kênh Thầy Giáo Làng có một video để hướng dẫn các bạn cách tải một file trên Google Drive mà nó bị chặn, không cho tải xuống. Thì hiện tại cái cách này đã không còn sử dụng được nữa. Nên một số bạn có comment báo lại là không tải được. Không tải được. Và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu một cái cách khác để chúng ta có thể tải được những cái file mà được chia sẻ trên Google Drive. Ví dụ mình lấy một file của các bạn Việt Trung Lương này làm ví dụ ha. Khi bấm vào link thì mình thấy rõ ràng ở đây không có nút tải về, không có nút tải về. Cho nên bây giờ cái cách mới sẽ làm như thế nào, chúng ta cùng theo dõi. Tạm thời mình copy cái đường link này. Mình sẽ dán cái đường dẫn của file tài liệu vào cái trình duyệt Chrome. Ở đây cũng không có nút tải xuống. Rồi, chúng ta sẽ thực hiện như thế này. Bấm phím F12. Bấm phím F12. Nhớ chọn cái chỗ dùm cho mình là Network. Sau đó refresh lại cái trang này để cho nó tải lại cái trang này. Rồi, sau khi nó tải xong, chúng ta sẽ tìm đến một cái file mà nó có cái dấu là img. Đây, img, cái chấm hỏi này, bấm chuột phải ha, open in new tab. Rồi, chúng ta có cái trang này. Tiếp theo là copy cái đường dẫn của cái file mình vừa mở ra. Sau đó trên trình duyệt gõ cái địa chỉ của cái trang web để mình tải về theo như trên màn hình. Sau khi vào được trang web rồi thì chúng ta thấy là nó có cái ô là download locked PDF file from Google Drive, tức là tải cái file bị khóa từ Google Drive. Dán vào đây, Ctrl V. Mình để ý ở cái file mình là nó có tất cả là 230 trang. Thì ngay chỗ enter number of page chúng ta gõ 230. Bấm vào create PDF. Sau đó chúng ta kéo xuống. Chương trình sẽ tạo file PDF. Kéo xuống. Rồi, ngay dưới cùng này nó có sẽ có chữ save or print PDF. Bấm vào đây. Quá trình này nhanh hay chậm là nó còn tùy thuộc vào cái độ lớn của file PDF. Nếu mà cái số lượng trang mà nó lớn thì đợi hơi lâu một tí. Nhưng cái trang mà nó tài liệu mà nó ít trang thì nó sẽ nhanh hơn. Chúng ta được cùng đợi. Bây giờ phần mềm đã load xong, nó bấm vào lưu, đặt tên cho cái file mình cần tải về, chọn nơi lưu, đây tôi chọn là desktop, đặt tên là file của tài liệu là chinh phục kỳ thi vào 10 chuyên môn hóa học, đó là chuyên môn hóa học. Rồi bấm save. Chúng ta cùng kiểm tra lại. Đây, ngay ngoài màn hình nó có cái file mà chương trình nó vừa tạo ra, là chương trình là cái file PDF mà mình vừa tạo ra. Open thử. Ok, vậy là xong. Rồi. Hy vọng là với cách mới này thì các bạn sẽ có thể tải được những cái tài liệu mà mình cần trên Google Drive trong trường hợp là Google Drive không cho tải. Nếu video này hữu ích cho bạn thì hãy chia sẻ và like. Xin cảm ơn.